Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Vâng, tiếp đến những cuốn video chúng ta cùng nhau giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toản đến từ xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tôi giới thiệu với các bạn từ một cây thông. Đây là những tác phẩm tầm nhỏ 1-2 người bê. Cây thông hai thân. Thân chính thì thẳng nhưng mà thân một cái thân nữa như là tình huynh đệ thì lại là có một cái đường khuỷu và một cái bệ có cái rễ rễ thông mà nổi như thế này là hơi hiếm, không có, ít đấy. Đấy, thường những cái thông chỉ có một gốc trơn tru thẳng thuẫn từ dưới mặt đất lên thôi, nhưng mà cây này thì nó có nổi bệ cũng rất hay. Đây. Đấy, các bác nhìn ra. Cái này cao khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Bật bật trước bộ cái. Bốn mươi lăm phân. 45 phân. Ok, ok. Và cũng là những cây dòng hai lá, thông hai lá ở Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Cây này giao dịch giá bao nhiêu anh? 2,8 triệu. Giá 2,8 triệu. Và đây là số điện thoại của anh Bùi Toản để chúng ta giao lưu này. 0909 114 131. Đây cũng chính là số Zalo luôn. Anh chuyển nhá, chuyển cây khác đi. Ngoài ra thì số điện thoại của anh Bùi Toản tôi cũng ghi ở trên cái tiêu đề của video để chúng ta tiện việc giao dịch. Tiếp đến một cây xanh. Xanh lá móng. Xanh lá móng à? Lá móng thì lá là đẹp rồi. Lá là... nói đến lá, chất lá thôi, tôi không nói đến cây, đến gốc bệ gì, nói đến chất lá thì phải nói là xanh lá móng là chơi là đẹp nhất. Thần đèn. Giống với thần đèn á. Thần đèn. Được đường co đẹp chút này. Thần đèn. Quay đi, anh quay đi. Quay tiếp, cứ quay đi. Rồi. Chỗ này nó gấp khuỷu. Gấp khuỷu nó gập trở lại. Gập trở lại. Đẹp đấy. Rồi. Quàng cái gốc cái sao mà gốc to thế nhỉ? Gốc rất lớn. Đấy là ngang lửng thôi. Được rồi. Thôi được rồi, đo đấy được. 56. Rồi. 56 à? Vâng, xuống sát mặt đất nó còn rộng nữa đấy. Anh đo chiều cao đấy thôi. Năm mươi lăm. Cây này mà giao dịch giá nào anh? Giá là 3,5 triệu chú ạ. 3,5 triệu hả? Được mà. Chơi tốt rồi. Ok. Rồi. Vâng, trước ống kính chúng ta là một cây tùng La Hán. Chỉ ngắm cái tổng thể của cây tùng thôi, Đỗ Sinh lại cảm thấy rất là say rồi. Rất là phê rồi. Đấy. Buông xà xuống sát với mặt chậu luôn. Đây.
và cây tùng cũng khá là cao tuổi rồi. Và cái vị trí mà các anh điểm nhấn của cái hạ chiều cao cây tùng, cái to chỗ này cũng là tương đối là rất là ổn rồi đấy nhá. Chúng ta không phải băn khoăn gì nữa. Cho tôi cái tung số gốc cho anh nhé. Rồi, cho ông muốn bắt là 38, 39. Vâng, 39. Vâng. Được rồi. Chiều cao thì là chậu. Là 68. Rồi. Và hình nhìn cái ảnh này, cái nét vẽ này đẹp quá nhỉ. In trên phông quá đẹp luôn. Cơ bản cái thân xà nó tầng tầng lớp lớp, nó điểm những cái bông rất đẹp. Tác phẩm này bao nhiêu anh? 5,5 triệu. Vâng. Chơi những cây như thế này không chán. Nó có cái nét đẹp riêng. Mà tôi thì vẫn hay nói cái câu với anh em đến sân vườn nhà tôi tham quan ấy. Cứ bảo bác Sinh chơi nhiều những cây nó quái, những cây nó dị. Tôi bảo chơi bonsai phải chơi những cây mà mình chơi thì không biết chán, nhưng mà khi bán là phải có lãi. Bởi vì mình chơi không chán thì nhiều người thèm, nhiều người thích. Chứ mình đã chán rồi thì bán lại đắt rẻ thôi, bán vất thì. Đúng không anh? Chơi cái này hay quá. Đấy. Ok. Rồi chuyển cái khác nhé. Bây giờ chúng ta đến với một cây thông này. Nó chỉ là một cây thông bình thường thì Đỗ Sinh khỏi phải bình luận gì cả. Nhưng đây là một cây thông mà rất là có cái tài hoa của một người nghệ nhân đã đưa hai cây thông và ép mình sát nhau và tạo được một cái dáng độc đáo như thế này, các bác nhìn thấy nhá. Đấy. Chứ nếu mà tách hai cái thân cây thông này đưa ra hai cái chậu khác nhau thì chả còn cái gì. Nhưng mà cái tài của nghệ nhân đã đép vào đây rồi, đã đưa vào đây rồi. Bây giờ lấy chả ra được nữa. Đẹp không? Vâng, chơi cây thông này không phải chơi đơn thuần chơi dáng dấp của một cây thông, mà ta chơi đó là chơi cái nét tài hoa, được tận hưởng cái nét nghệ thuật, cái khéo léo của một nghệ nhân tạo hình như thế này. Dừng lại đã. Hai gốc riêng biệt, hai cây được bó chặt nhau và uốn theo hình chữ chi như thế này. Để từ cái điểm này tách ra nhau thì đây một cây thông là một tay thôi. Một tay bên này lại đánh một cái khuỷu gập xuống. Rất nghệ thuật như thế này. Là như cái dấu ngã ở đây. Để một cây tạo bông ở bên này và một cây tạo bông ở bên kia. Và đúng là song sinh luôn. Đẹp quá. Tác phẩm này bao tiền anh? Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? Giá 2 triệu 8 chứ. Giá 2 triệu 8 à? Vâng. Xứng đáng. Ở cái điểm cái điểm nhấn này, sau này nó cứ thế này, nó cùng nhau phát triển song sinh lên thôi. Quá hay. Anh để tôi chụp kiểu ảnh này nhá. Có khi tôi lấy cái ảnh bìa của cái cây thông này hay hơn này. Tác phẩm này quá đẹp của cái cuốn video này. Rồi, buông tay ra, chụp này. Xong. Và anh chuyển cái khác đi. Vâng, cây xanh Nam Điền này. Đấy. Hai vòng.
dưới này họ ấy đá à, đúng không? Vâng. À có vài viên đá trong này. À, nổi cái bệ lên. Trước họ bao đất ở ngoài đấy mà. Vâng. Rồi. Cây này ba bông, cây này giá bao nhiêu anh Toàn? Giá 1 triệu rưỡi. Được rồi, anh chuyển đi đi. Vâng, số điện thoại của anh Bùi Toản trong cuốn video này để chúng ta giao lưu này. 0909 114 131 cũng là số Zalo luôn. Vâng, tiếp tục với một cây thông. Mỗi cây mỗi vẻ, mỗi cây mỗi một cái nét nghệ thuật, nét đẹp khác nhau. Cây này thì tôi lại liên tưởng đến như là một cái chữ thư pháp. Hay quá. Đúng là các nghệ nhân khéo tay quá nhỉ. Từ một thân trực này lên khỏi mặt đất, mặt chậu. Rẽ sang bên trái. Vuông thước thợ. Sau đó vòng lên, lại bẻ gập xuống, lại đưa lên. Đơn giản là cái nét trực đến đây. Cái nét trực đến đây. Và đây cũng lại một nét trực đi lên. Nhưng để có cái nét trực nối tiếp đi lên, đã phải vòng như thế này. Vòng. Để cái chiều cao cây thông khống chế thấp. Chứ nếu mà cái chỗ kia không vòng mà duỗi lên thì nó cao đẹp lắm. cây này giờ chiều cao còn bao nhiêu cây? Chiều cao khoảng độ đến 50 không? Thước đâu rồi? Cái chậu cứ sẵn thế này chơi là tốt rồi. Chiều cao sẵn hợp lý rồi. Khoảng 54. 54. Vâng, cây thông này với cây thông mà song sinh lúc trước Lũ Sinh giới thiệu. Các bác mà có sưu tập những cây thông thân quái tầm nhỏ chơi cứ một vài triệu, vài ba triệu thì cái bộ chơi chúng ta rất là phong phú đấy. Cây này giá bao nhiêu anh? 1,8 triệu. Cây này 1,8 triệu. Vâng. Tuyệt vời rồi. Hợp lý quá. Và anh chuyển cây khác đi. Chúng ta chuyển đến cây xanh. Cây xanh, dòng xanh Nam Điền đây. Nhỏ thôi, cũng đanh rồi, cũng già lắm rồi đấy. Quay hộ cho mình bên kia cả. Rồi, ok. Thân bệ cũng thân già. Làm có thể Nam Điền mới đi được cũng là cả một vấn đề chứ. Tốn rất nhiều thời gian. Rồi. Cái có cái đường đi của thân được cái rắc cò nó cũng chùn lại. Nhưng cái rễ này thì hơi bất hợp lý. Nếu mà bác nào mua thì chắc là người ta cũng không để đâu. Bởi vì khi nó trống lên đây, chỗ này nó thành cái ngã tư này. Và nó phình ra. Sau cái chỗ này nó sẽ to hơn phía trong. Vì cái rễ này. Nó là ngã tư. Từ một ngã tư đường phố. Sấn bỏ cái rễ này. Đúng rồi. Cắt luôn. Phải cắt bỏ luôn lập tức. Cắt càng sớm càng tốt. Chứ nó đã to rồi thì cắt nó vẫn to. Thì kéo cái rễ này thẳng vào, thẳng xuống, kéo cái rễ này dịch ra đây cho nó thẳng. Vâng, thế thôi. Chứ còn để cái rễ kia nó vô duyên quá, rễ to bằng thân rồi. Bóng cây này, cái đường vẽ của nó quá đẹp luôn này, bay này. Anh Toàn giữ quay trở lại vậy. Đấy, sửa rồi, bóng đẹp thật đấy.
Cây này giao lưu giá nào anh ơi? Giá như là 5 triệu. Giá 5 triệu? Dạ. Vâng, tốt mà. Được rồi, chuyển cây khác nhé. Bây giờ đã đến cây tùng La Hán này. Dáng non. Vâng, đúng rồi, cây tùng có nét dáng long đây. Tùng này tùng trái à? Vâng. Có trái à? À đây còn rót một quả đây, đúng rồi, tuyệt vời rồi. Sau này nó chán, nó tím đen vào, nó chín nó tím đen vào như quả nho. Cây nguyên bản không có cái gì đâu, không có vết cắt vết gì đâu, uốn từ nhỏ mà. Cây này giao dịch giá nào anh ơi? Giá 1 triệu 6. Vâng. Cứ bonsai tầm như thế này rồi mà giá 1 2 triệu là chúng ta rất là dễ chơi. Tùng dáng long mini. Rồi, anh chuyển cái khác đi. Bây giờ chúng ta đến với một cây bông trang vàng. Cái này bao tiền anh ơi? Cái này 1 triệu 8 rồi. 1 triệu 8, và vâng, tất cả kẽm đã tháo hết rồi. Tay cành nó chín rồi, thuần rồi. Phải dây chuộng, không còn cái dây nào. Hết rồi. Rồi, anh chuyển nhé. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một tác phẩm Nguyệt Quế. À, đến thời điểm này mà Nguyệt Quế cây này vẫn rất là sai hoa. Và kế tiếp vẫn còn rất nhiều nụ nữa nhé. Bệ Nguyệt Quế đẹp quá nhỉ. Kế tiếp còn bao nhiêu là nụ. Đây, rất nhiều nụ luôn. Bệ đế rất tuyệt vời. Cái này như là dạng lá xoắn bông chùm thì phải. Đúng rồi. À, nhiều hoa lắm. Mà siêng hoa lắm. Nó gần như quanh năm đấy. Chứ không phải có mùa đâu nhá. Chỉ có cái chính mùa thì nó đông nó nhiều hơn thôi. Cái này giao lưu giá nào anh? Giao lưu là 6 triệu rưỡi chứ ạ. Vâng. Giá 6 triệu rưỡi. Đâu chị ơi?
Đỗ Sinh xin dừng cuốn video tại đây. Một lần nữa tôi gửi đến các bạn cái số điện thoại trong cuốn video này, số của anh Bùi Toàn, để chúng ta giao dịch. 0909114131 cũng là số Zalo. Và trên dòng chữ tiêu đề giới thiệu video tôi cũng chép số của anh Bùi Toàn. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cuốn sau. Tiếp tục giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toàn tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.